cái ăn mặc gì bà ba mà lòe loẹt không có đâu vô đâu hả? Dạ Tại sao mà vừa đi ra vừa bốc vừa hửi cái gì, ăn cái gì vậy? tụi em bốc hỏi gì đâu chú, Nè, làm nhạc vậy nhạc thôi. tụi con lip sync theo nhạc á. À, lip sync hả? Dạ Nè, nghe tôi hỏi. dạ Tôi hẹn mấy chú mấy giờ mà giờ này mấy chú mới tới? Nghe cho kỹ. Hẹn với tôi mấy giờ bây giờ đây mới tới? Trả lời. chú hỏi kìa. Nè. Tôi hỏi hẹn tôi mấy giờ mà giờ này mới tới? Nẹt nè. Nó nói cái gì vậy trời? Rồi chú ơi, chú lớn tuổi rồi, tập trung vô đi chú. Sao? Nó nói nó bị kẹt ghe. Hả? Nghe bà nội mày. Nên đi đi trên mờ, đi trên mờ chứ không phải đi nước nước đâu mà nẹt nè. Nó nói cái gì nữa vậy? Trời ơi, vậy gì chú cũng không nghe luôn Nó hả? nói ai mà nghe được? Nó nói là đi trên bờ chứ không phải đi dưới nước nên bị kẹt ghe. Tầm bậy. Tao nghe rõ ràng đó là ở đây là đi trên bờ chứ không phải đi dưới nước đâu mà bị kẹt xe, Ô đi, ô đúng đi. không? Đúng 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 đúng. Chú nghe chú hỏi lại làm gì? Tao rảnh mà. Trời ơi. Thấy không? Đúng rảnh luôn. Mà chú Nè, đứng qua đây, đứng qua á. đây. Dòng qua đây nào. Dạ. Đứng ra nói chuyện tao khó chịu quá. Dạ. Nè. Bữa nay á, là kêu tụi con tới đây dạ. để mình thành lập một cái nhóm dạ. đi trình diễn khắp mọi nơi. Dạ. Nhưng mà cái nhóm này đặc biệt. Dạ. Sao chú? Chú cần biết họ tên dạ. để chú có thể xin giấy phép chụp hình làm poster quảng cáo dạ. để khán giả khắp. Tụi bay làm cái gì vậy? Chụp hình làm poster chú. Ai chụp tụi bay? Nè, Tụi một quá trời luôn rồi đó, đó, đó. đúng Ảnh quay phim luôn kìa chú. Người ta để vậy cho nó đúng rắc co thôi. Nhưng mà chụp hình cái gì? Trời ơi, thứ ghê quá chú ơi. Ghê cái gì? Tụi bay chụp được, tao chụp được hả? Tụi con còn trẻ được, còn chú lớn tuổi là làm gì ghê. Kệ tôi nha. Bây giờ vậy, nói tôi biết họ tên là cái gì. Dạ, con nhật nữ nhé. Mày nói khó nghe nó, tao hỏi sao? Đẹp trai cao ráo. Dạ. Tốt. Nói chú nghe, con tên gì? Con nói chú nghe nè. Ừ. Mình là đàn ông đúng không? Chú không lẽ bấm. Hả? Về rồi. Hả? Đàn ông thì sao? Đàn ông là phải có lực, phải mạnh mẽ. Đúng rồi, đàn ông là phải có lực. Dạ. Lực là mạnh, đúng không? Lúc nào cũng phải có ý chí phấn đấu vươn lên. Đúng, đúng mình là phải có ý chí phấn đấu lên cao. Dạ. Đúng rồi. Còn tên lực. Hay quá. Tên lực tức là mạnh. Dạ. Cái gì lực? Động lực. Tốt. Động lực là tiến thẳng lên con đường nghệ thuật. Dạ. Cái gì? Tên đầy đủ là cái gì? Mất động lực. Tao té xuống. Cái tên động lực cái đường mày bỏ cái hộ mắt vô nghe muốn chui nhủi xuống này luôn. Chú ơi, tại vì xui xui cái tên con là hay rồi đúng không? Hả? À? Gắn vô cái họ của ông nội con nghe kỳ kỳ. Ông nội con tên gì? Tên rồi. Mất rồi hả? Không có, mất tiêu rồi. Trời ơi, nghe cái tên thì mất dạy rồi. Đúng, trời ơi. Chú biết tên ba con luôn hả? Ba con tên mất dạy. Rồi đó, rồi. Cái dòng họ này tên thấy nổi sải vậy trời. Nè con, nghe chú nói nè. Dạ sao chú? Giới thiệu cái tên mất động lực trên sân khấu á, nó không có hay lắm. Dạ. Giờ con đổi tên khác đi. Dạ dạ thì con đổi tên khác rồi. Tên gì? Ý là nói chú nghe là ngày xưa á, là gia đình con không có hạnh phúc. Lúc nhỏ là con ở với ba nên mẹ ba đặt vậy. Bây giờ mẹ bắt về ở với mẹ luôn. Hay. Bỏ cái họ, bỏ tên luôn chú. Ở với mẹ là bao giờ cũng hay. Dạ. Đờ, mẹ con là... Con nói chú nghe, mình là đàn ông, mẹ con đặt cái tên cực kỳ hay luôn. Đúng rồi. Dạ. Tên Tài chú. Hay. Đàn ông mà tên Tài là hay. Là phải có tài. Đúng rồi. Dạ. Cái gì Tài? Họ Thằng. Tên đầy đủ là cái gì? Thằng Chí Tài. Ừ. Tự nhiên tao khoái tên con quá trời luôn chú. Tao thấy nó cắn cắn cái gì á. Sao cắn chú? Mày biết ông nó bao nhiêu tuổi không mà mày dám kêu ổng bằng thằng? Con có kêu bằng thằng đâu. Mày mới vừa nói thằng Chí Tài. Trời ơi, chú hiểu lầm con rồi. Tại vì con đam mê, con ghiền chú Chí Tài lắm. À. Cháu con xin mẹ con được đặt tên là Chí Tài. Ừ. Sao chui chui gắn vô cái họ của ông ngoại con á, nó thành là thằng Chí Tài. Bỏ đi, về nói đổi họ khác. Thành họ gì chú? Bé. Bé. Bé Chí Tài. Ý. Trời ơi. Nè. Nó vậy thôi. Nó nè nè. Gì vậy? Mổ mì. Nâng nượng ai là mày phải đặt lên người đó hả? Đúng rồi, tao đam mê chú Chí Tài là tao đặt tên Chí Tài. Mày nu quá. Sao ngu? Ông Lý Tài nói gì đâu mà mày đam mê. Tao thích ổng. Nè, nghĩ nghĩ có. Ai? Anh Hoài Linh nè. Rồi. Nhấn Anh nè. Ừ. Anh Nhường Nhan nè. Rồi sao? Nào mày không mê. Mắc mới gì tao không được mê chú Chí Tài. Trời ơi, ông Chí Tài ơi, ông mê nhái lắm. Hả? Mê nhái lắm mà. Sao mày biết? Chú, con nói chú nghe nhà mưa con nhập vô nhìn thôi. Con vô nhìn nó con đứng, con lấy ổng nhiễn. Trời ơi, ông thấy con nhái nhẹp á, cái ổng mê nhái. Trời ơi, ổng lại nhiều mê nhái, ông đưa mê nhái ghê nhờ. Ê, bữa tao nghe bà xóm tao đi coi hát á, nói ổng còn bị biến thái nữa. Đúng rồi. Chú nhiều mê nhái mà nhiều miếng nhái nữa, nhớ luôn.
Sao chú? Đề nghị hai đứa con đừng có nói xấu những người khuất mặt. Không, à, không. Sau lưng, xấu những người sau lưng, không được xấu sau lưng. Đúng rồi. Khuất mặt là đi luôn rồi, không. Dạ đúng rồi. Ê. Dạ. Tập trung vô chuyên môn. Dạ. Con tên gì? Nói chú nghe. Họ tên là cái gì? Tên gì? Nụ. Cái gì? Nhạy cảm bạn, nói chuyện cho rõ ra. Tên gì? Nụ. Trời ơi. Mày nói gì nào? Ừ. À, đủ lớn tuổi rồi. Nhưng tên đầy đủ là cái gì? Mít nụ. Trời ơi. Ôi da, u ta. Ê na. Nè, tôi hỏi đàng hoàng, chứ không có giỡn. Đây có con nít không nha. À. Không ai trên đời này mà cha mẹ đặt tên là con là ít ụ tên. Không. Nghe. Chú. Nó bậy hả? Không có, chú hiểu lầm bạn rồi. Không phải nó không phải tên đó. Thật ra nó tên là nụ, à. Nụ hoa, nụ tầm xuân đó chú. Còn cái kia là bích, là ngọc bích đó. Nà. Nó tên là bích nụ. Đúng. Chứ không phải là ít ụ. Ừ. Bích nụ. Nha, đúng rồi. Xin lỗi tại vì cái miệng con nói cái phát âm đó cái câu nó không có rõ. Dạ. Chú hiểu lầm. Nú gì đó. Nắng nghe nó nghiến là nó hiểu nghiền. Ok. Bích nụ đúng không? Nè. Con trai mà tên Bích nụ là hiểu giới tính nó là cái gì rồi. Ừ. Không sao. Bích nụ thì là Bích nụ. Dạ. Bây giờ mình sẽ tập một cái tiết mục mà độc đáo. Độc đáo. Chứ bây giờ có. Ha. Dạ. Dạ. Bây giờ nghe chú hỏi nè. Trước khi tập thì chú hỏi là trong hai đứa. Dạ. Đứa nào là giỏi nhạc nhất? Chắc nó giỏi nè, nó mới cười, nó tự hào đó. Nói nú nè nè. Ừ. Nếu mà nói này năm nạc á. Ừ. Nè năm nạc á nè. Ừ. Nè nằm nông đêm non nè. Ôi, nhạy cảm nữa. Nè, tôi hỏi lại cho đàng hoàng. Trong hai đứa nào giỏi nhạc nhất? Trả lời. Cười nữa. Thế này. Ôi dạ. Cười hoài. Nói. Nếu mà nói này nền năm nạc á. Cái nền năm nạc đó. Nì á. Nằm nông niêm non. Tao không có giỡn với mày nha. Tao hỏi đàng hoàng là trong hai đứa đó nào giỏi nhạc nhất. Nếu mà nói này nền năm nạc. Thế thì mày lại nói nhỏ gì nhạc nhạc nhạc. Là nằm ở trong niêm. Đúng rồi, nông niêm. Tim phải hơn. Đúng rồi. Tao nghe tao hiểu tim. Nhá. Tim trên này. Nhá. Tim đâu dưới này. Trời ơi. Đúng rồi, mày để cái tay mày ở dưới làm cái gì? Mày giỡn hả? No. Nó trịnh trọng, nghiêm túc, tôn trọng mọi người ở đây á chú. Nịch nhựa chú. Hồi nãy chú thấy không? Nếu mà nói về cái nền năm nạc là nằm nông niêm nè. Còn đây là con gúi con nhà mọi người. Đó, nịch nhựa là mọi người. À, con là thanh niên nghiêm túc. Dạ đúng rồi. À. Nói chuyện xong là phải chắp tay. Dạ đúng đó. Chú xin lỗi. Dạ. Chú lỗi quá. Dạ, không sao chú. Thôi bây giờ vậy. Chú sẽ hát một bài hát. Dạ. Hai con có thể diễn minh họa cho khán giả hiểu là bài hát nó đang nói về cái gì. À, diễn theo lời bài hát hả chú? À dạ. Được không? Để nước bàn cho kỹ đi. Làm được không vậy? Mày nu quá à. Bây giờ thì ổng nát cái gì á. Mày làm theo cái đó. Rồi ok. Vậy thôi. Rồi. Bài hát chú hát rất dễ. Dạ. Mùa xuân nào ca sĩ xuất hiện cũng đều hát. Dạ. Đó là bài hát câu chuyện đầu năm. À. Nghe cho kỹ. Dạ. Diễn theo cho sát vô cái ý nghĩa của nó. Dạ. Tập nha. Dạ. Kính thưa quý vị, sau đây là bài hát câu chuyện đầu năm. Trời ơi, trời. Gì chú? Ca sĩ bây giờ là phong cách là phải quăng cái microphone lên. Trời ơi. Nó lạ, hiểu chú không? Chú có nào quăng lên, chụp không được, rớt trúng đầu người ta lên quýnh xỉu luôn không chú? Đừng có nói những cái chuyện đó nha. Không có rồi. Nhiều khi nó chưa có, mày nói hồi có thiệt. Chứ thấy mặt nó bạo bạo hả? Tập trung. Dạ, năng nước nồng nồng. Hàng gì cái ông này em đi về thôi. Nhờ. Ông giao. Nhau. Ông về, ông giết dịch, ông nấu chao tiếp. Dạ. Bài hát của chương trình nó xin phép bắt đầu. Dạ. Trên đường đi lễ xuân đầu năm. Bong. Cái gì vậy mấy ông nội? Dạ, đi chùa. Trời ơi, nhú nát nữa nè. Lên đường đi lễ xuân đầu năm là nhô nhùa mới có cái bong nữa. Hợp lý. Đó. Đầu năm đi chùa. Nhẹ. Tiếp. Qua một năm ruột rối tơ tăm. Nó. Gì vậy? Con. Nó bị cái gì vậy? Cái ruột của con nó bị thắt nút rồi. Thắt nút với con khỉ. Ai da. Gì vậy? Nó. Nhuột con bị nứt nhuột nha.
người ta hát ruột rối tư tầm là diễn tả cái nỗi băn khoăn lo âu chứ không phải ruột tụi bay đứt nghe chưa. Diễn lướt, cái gì vậy? Dạ lướt qua trung vô. Dạ sao tôi quên mà. Qua một năm năm mới nhiều ước vọng chờ mong. Mà cái gì vậy trời? Ước vọng chờ mong. Trời ơi, mong đây là mong chờ chứ không phải mong mấy ông nội vỗ cho khí thôi. Rồi, nghe có được không vậy? Nữa. Mong ổng là mong có ô, mong mình là có mong chờ. Ông có ô. Mây nhiều rồi ít ngóng trông, mơ cũng pháo nổ rượu hồng. Bum 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 pháo nổ bum bum bum. Pháo nổ đâu? Gì vậy? Mày làm gì vậy? Dạ, pháo xì. Pháo xì mày quăng đi đưa ta làm cái gì? Gì vậy chú? Bây giờ nó mới nổ. Trời ơi. Pháo nổ tiếc nách à. Âu. Gì nữa? Âu. Mày biết cái gì? Âu. Âu chỗ cái nổ nào? Pháo nổ. Thì sao? Pháo nổ. Pháo nổ sao? Tét khoáng. Mày diễn tầm bay tầm bạ. Cái bài người ta hát lịch sự đàng hoàng ý nghĩa, diễn cái gì chờ mong vỗ mong rồi pháo nổ rồi tét tét tùm lum. Chú ơi chú khó, người ta làm gì đâu, chú muốn gì nữa? Khó gì? Rồi đúng rồi. Hồi nãy chú nói rõ ràng là nhú nào mày nào thì hai đứa nó nhiễn leo nãy. Còn bây giờ chú nói một đằng, chú làm một nẻo. Thì nhú là nhú đúng nó luôn á. Ê, mày nói gì? Nhú á. Nó mày... có nói gì đâu. Chú đúng nó luôn rồi, chú nói nữa. Nó nói cái gì vậy? Nó chửi chú chó. Cái gì? Ê, mày. Không có hỗn nha con. Không phải. Nó hiểu này đi đâu. Con nói nú là nếu nói á, không phải là nhú nó, mà là ý là nú là nhú nó. À, nó nhiều, anh hiểu không? Nó nhiều. À, cái gì? Con hiểu rồi. Nó nói chú không phải là chó thường, mà là chó bị điệu. Ê, chó bóng hả mày? Mày tao kỳ nha. Không, mày đừng có địch nữa. Mày mà không phải, con không phải nó nhú mà nhú nhiều. Mà nhí nha, nhớ ơi. Nhú à, nhó nhăn á. À, rồi, con biết chắc chắn luôn. Là cái gì? Nó không phải nói chú chó bị điệu đâu. Nó nói chú là chó săn. Ê, mày đưa tao trong rừng luôn hả mày? Nè, thằng này mày càng ngày càng hổn nha. Ông, con, nứt. Cái gì? Con, mày nói cái gì? Con xin lỗi chú, cái này chắc chắn 100% luôn. Nó nói gì? Nó nói chú không phải là chó săn, mà là chó ăn ức. Ê, trời ơi, cái thằng này, mày hổn quá rồi. Ai? Mày dám nói cái... Không phải, ý con nói là chú nức và mực mỏi á không? Bực bội. Nói nhiều, nó ngăn, mực mỏi. À, bực bội, khó chịu, khó khăn. À, đúng rồi, chứ không phải là... Mày tránh ra. Mày che cái gì? Ở đây không có đường chạy. Đứng vậy, nghe con. Nè, mày nghĩ sao vậy bạn? Mày nói chuyện là khó khăn, bực bội đó. Mày dịch tầm bậy tầm bạ. Tại nó nói không rõ ràng chú. Rõ ràng, chơi thân với nó lâu bao nhiêu năm là phải biết nó nói gì chứ. Dạ, xin lỗi không phải chú. Là chú khó chịu, chú tức giận. Nhưng mà có lý do. Ngao nhú. Con hiểu không? Bây giờ mình đi diễn, khán giả bây giờ trình độ thưởng thức người ta rất là cao ha. Dạ. Ta bỏ 350,000 đây, tao phải vô đây nghe rồi nói nhảm. Dạ đúng rồi. Thấy không? Bữa nay, nhiên bữa nay là có vừa. Giỡn như vậy. Mà nhiều khi còn phải mời tới 7-8 người đi. Tốn thêm bó bông nữa là chú. Lỗ. Bây giờ cho dạ. Cơ hội làm chó. Dạ. Tập một tiết mục khác, nếu không được thì đi về. Dạ. Nghe được. Nghe chưa? Nghe được. Vô hàng. Nghe chú hỏi. Hai đứa con đứa nào giỏi nhạc lý nhất? Nhạc. Ừ? Nhạc. Đứa nào giỏi nhạc lý nhất? Có cười mày. Đúng rồi. Cười không có làm được cái gì chứ. Đây. Con giỏi không? Nói dạ. Nghe. Bây giờ chú hát một bài hát con có thể hát lại được liền không? Dạ quá đơn giản chú. Tốt. Bây giờ chú sẽ dạy con một bài hát nhạc nước ngoài. Nước ngoài. Thuộc loại nhạc sang. Nhạc sang rồi. Nhớ nhạc sang. Dạ. Nghe cho kỹ rồi hát lại. Rồi. Hết hồn luôn. Hết hồn. Tự nhiên chú la chỉ làm hết hồn chú. Cái phong cách của ta là dạ, gì? Dạ. Rồi. Đứng yên ta không để ý. Nghe rồi, chưa? Rồi. Bà kia bắt ngáp. Còn mới có 2 tiếng mà ngáp. Diễn hài bằng áp, là diễn gì có duyên lắm rồi đó nha. Đuổi bà về luôn. Người nhà nó mà còn vậy đó. Trời ơi. Bữa nay mời lần thôi, lần tới khu nhà mời lần nữa. Bắt đầu. Này đường nè, cười hoài nè.
La la bam ba la bam ba la la bam ba. La la bam ba la bam ba la la bam ba ba. Hát lại. Dạ. Hai ba. Bà già đi xa ba. Mày hát không có vô tâm. La la bam ba la la bam ba. Ok. Rồi. Một hai ba dục. Bà già đi xa 3 năm rồi bà già chưa về. Bà già đi xa 3 năm rồi bà già chưa về nhà. À dạ. Gì chú? Tao nói mày la bam ba là nhạc sang. Thì sang mày hát cái gì bà già đi xa? Sang đó chú. Sang chỗ nào? Bà đi 3 năm rồi chưa về nhà, ta sang tên nhà bà. Trời ơi. Chú muốn gì nữa? Đây nè. Bây giờ có làm được không thì đi về. Dạ dạ được, nãy giờ giỡn với chú thôi nè. La la bam ba, la bam ba la la bam. La la bam ba, la bam ba la la bam ba. Giỏi lắm. Vậy là được. Dạ. Được, giữ vậy nha. Dạ. Có... Trời ơi, thằng này nó nói tôi cũng không nghe, sao mà nó hát được. Nè, ở đây, 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 đây. Con hát bè. Bè hả? Con hát bè quảng ba, người ta không có để ý nha. Nó nhỏ nhỏ thôi. Nè, hát, hát bè dễ mà. Bây giờ chú hát giọng chánh rồi, con hát bè thử chú nghe nghe không? Nhú, nhú vô nhịp nha. Ok. Nhú nhú nhịp nha. La la bam ba, la bam ba la la bam ba. La la bam ba la bam ba la la bam ba. Bè. La la bam ba la bam ba la la bam ba. La la bam ba la bam ba la la bam ba ba. La la bam ba la bam ba la la bam ba. La la bam ba bam ba la la. Mày hát xịt hả mày? Mày làm gì vậy? Chưa đi. Sao mày không hát bè? Năng năng néo cái nhịp của nhú, con phải vô từ từ nó mới vô cái nhịp được. Này 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 này. Mày tập trung vô chú chửi bây giờ. Nhạ nhạ nhạ. Ừ. La la bam ba la bam ba la la bam ba. Nung đi. La la bam ba la bam ba la la bam ba ba la la bam ba. Nam mô ni mi tu ma tu ta lo ta ni chi lo ta 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 lo. Mà chú hát tiếng Anh cái mỏ nó vậy sao nó hát được? Đúng, chú nhuyễn qua tiếng Việt đi. Đúng rồi, đổi đi chú. Con nói tiếng Việt nhiều khi chú còn như hiểu nữa. Mà con hát như nhanh nữa thì như đây ai đâu hiểu. Ok. Đọc kinh là đúng rồi. Bây giờ chú hát tiếng Việt. Dạ. À, bây giờ đang nóng quá, nóng quá, đang nóng quá, nóng quá. Bây giờ chú hát sẽ thấy mát liền. Dạ, dạ. Mình ăn nha đam, ăn nha đam, mình ăn nha đam. Ê! Chú ăn gì vậy? Đàm mà chú cũng ăn nữa hả? Ăn đàm nào mày? Chú mới hát đó. Ta hát nha đàm chứ gì ăn đàm. Chú ơi, chú hát cái ghê quá. Tại vì cái nốt nó xuống thấp thì mình nghe thành là đàm chứ nó là nha đàm. Mình đổi chú hát. Ăn gì khác đi chú. Lời khác. Khỏi ăn đi, mệt quá. Bây khó chịu quá, tập sự mà làm với ông nội tao. Bây giờ tao hát. Dạ. Rất dễ. Nói về mùa xuân luôn. Mùa xuân. Mừng mùa xuân sang, xuân đang về mừng mùa xuân về. Mừng mùa xuân sang, xuân đang về mừng mùa xuân về. Dễ. Được không? Dễ. Rồi. Con này hát sao chú? Bây giờ thôi, bây giờ con hát bè khó lắm, bây giờ con hát giọng chánh đi. Chú sẽ bè cho con. Nhánh. Còn con hát bè quãng 8 lên cao. Đẩy quãng 8 giống luôn. Giọng bạn mừng, con. Mừng mừng. Dạ. Ok, bắt đầu. Mừng mùa xuân sang, bắt đầu. 2 3. Đang vô, đang vô, chúng mình chúng mới vô. Tao thấy mày không có vô rồi đó nha. Nha, nha, vô liền, vô liền, vô liền. Nghe cho kỹ. Cái môi dưới nó dày lắm, chú dễ đụng mi lắm. Trời ơi, chưa bao giờ mà đi hát mà áp lực nhảy luôn. Nè, nè. Nè, để xa chút. Dạ. Để gần, cái này nó đụng vô giật chết. Nha, để xa. Dạ, để nha, nha. Tém còn ngọt. Phải biết là cái nhan, cái ưu điểm mình là cái gì? Dạ, con biết rồi. Nha, bắt đầu. Nếm nhịp đi, chứ con đứng đến này mỏi lắm. Một, hai, dục. Mừng mùa xuân sang, xuân đang về chờ mùa xuân về. Mừng mùa xuân sang, xuân đang về chờ mùa xuân về về. Hay lắm. Được rồi, hát tiếp đi con. Mày làm gì vậy? Nữa, lại chú nha. Ờ, hát nha. Mừng mùa xuân sang, xuân đang về chờ mùa xuân về. Mừng mùa xuân sang, xuân đang về chờ mùa xuân về về. Mừng mùa xuân sang, xuân đang về chờ mùa xuân về. Mừng mùa xuân sang, xuân đang về chờ mùa xuân về về. Mừng mùa xuân sang, xuân đang về chờ mùa xuân về. Tao kêu mày hát giọng quảng 8 chứ không phải kêu giọng bà 8. Con đâu mày làm đâu. Gì mà lên tiếng ốc o vậy? Tại vì mỗi lần ở nhà mẹ con muốn kêu bà 8 cứ 8. Nhúng. Nhúng. Bây giờ con hát được không? Dạ được chú. Nhúng. Tối ngày cứ giỡn hoài. Cái gì? Ngậm ở đây nè, nắng quýt nậu nó luôn. Tao đâu có điên vậy. Bỏ xuống. Bắt đầu. Một, hai, dục. Mừng mùa xuân sang, xuân đang về chờ mùa xuân về.
Mừng mùa xuân sang, xuân đang về chờ mùa xuân về về. Mừng mùa xuân sang, xuân đang về chờ mùa xuân về. Mừng mùa xuân sang, xuân đang về chờ mùa xuân về về. Mừng mùa xuân sang, xuân đang về chờ mùa xuân về. Mừng mùa xuân sang, xuân đang về chờ mùa xuân về về. Mừng mùa xuân sang, xuân đang về chờ mùa xuân về. Mừng mùa xuân sang, xuân đang về chờ mùa xuân về về. Mừng mùa xuân sang, xuân đang về chờ mùa xuân về. Mừng mùa xuân sang, xuân đang về chờ mùa xuân về về. Xuân ơi, xuân ơi, xuân ơi, xuân ơi. Pa ra pa pa ra pa 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 ra pa pa. Hey, xuân. Hay quá chú. Tạm được. Bây giờ mình chào khán giả, mình đi điểm khác, mình diễn liền. Nha. Ok. Nha. Kính thưa quý vị, Chí Tài và nhóm BHA. Nhóm bảy bé nghe là nhóm gì nhú? Bốc hửi ăn đó. Trời ơi. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc quý vị có một đêm nghe nhạc và xem hài thật là vui. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.